Xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì em mới về loại bơm không chổi than solar chuyên dùng cho bơm nước giếng khoan và bơm tưới tiêu, bơm nước sinh hoạt. Chạy điện DC từ 24V đến 60V. Có hai màu, đó là màu 24 và màu 48 60V. Thì em sẽ giới thiệu chi tiết từng mẫu mọi một. Thì đây là dòng bơm mà được nhà máy người ta sản xuất chứ không phải là dòng bơm chế cháo. Chính vì thế mà khi mà sản xuất thì được các kỹ sư người ta tính toán về độ bền cũng như là thiết kế rất là phù hợp khi chúng ta sử dụng. Đấy, tất cả các loại máy bơm này thì nó thiết kế như dòng máy bơm thông thường của chúng ta. Nó có quạt gió làm mát, motor đây là động cơ không chổi than. Đấy, đường kính ống vào thì ống ra thì sử dụng ống 27 hoặc các bác có thể sử dụng ống lớn hơn tùy. Đấy, cánh quạt của nó là thuộc dạng cánh đẩy, có phép khả năng đẩy cao và hút sâu rất là tốt. Lưu lượng của dòng bơm này thì 4 khối một giờ, thậm chí đối với con 48V lưu lượng có thể cao hơn. Thì em sẽ có hai mẫu, đây là mẫu 48V. Những cái mẫu này thì bên em đã từng test rồi. Thứ nhất là con 48V, con này ở trên nhãn bùng bơm nó ghi 350W nhưng thực tế con này là tiêu hết 450W điện. Thì đã có cái video em kiểm tra bằng cái đồng hồ đo thực tế rồi. Nó ăn điện là 450W, lưu lượng 4 khối giờ. Hút sâu 8 mét này. Hút sâu 8 mét để cao 18 mét. Đấy, con này thì có thể là chạy điện áp từ 24V đến 40V. Đối với điện áp 24 là công suất 450 rồi, khi mà điện áp cao hơn thì công suất của nó cũng sẽ cao hơn các bác nhé. Đó, dòng này là dòng cao cấp, nó kích thước motor nó lớn hơn so với các cái loại dòng 350W. Đấy, dòng này nó lớn hơn. Cánh bơm của nó này. Đây em sẽ mở cái cho các bác xem cái cánh bơm. Loại này thì nó hút rất là mạnh và nước ra rất là mạnh luôn. Các bác có thể sử dụng hút giếng khoan. Đây đây là cánh bơm của nó này. Cánh của nó là cánh nhiều rãnh. Và nó cho cánh nhiều rãnh cho phép hút sâu rất là tốt, đẩy cao này. Cái mẫu thứ hai là mẫu 48. Mẫu này thì nó sẽ chạy điện áp từ 48. Điện áp bắt đầu chạy của nó được khoảng 44, 42, 44V gì đấy. Nó chạy điện áp lên khoảng 60, 70V. 70V. Đấy, dòng này thì công suất cao hơn, 750W này. Và cái cột áp của đẩy của nó tới 30 m này. Lưu lượng thì nó ghi 4 khối giờ nhưng thực ra cái đối với dòng này thì nó sẽ cao hơn dòng 24V. Dòng này thì lưu lượng nó sẽ lên đến tầm 5-6 khối luôn đấy. Nó ra nước rất là căng luôn, phụt rất là mạnh. Chứ không phải là 4 khối đâu các bác nhá. Riêng cái dòng này này thực tế là nó như vậy. Công suất nó cao hơn thì cái tốc độ nước ra của nó phải mạnh. Đấy, cột áp của nó đẩy cao 30, tốc độ nước ra sẽ mạnh và lưu lượng nó sẽ cao hơn cái dòng 24. Giá thành thì nó chỉ nhỉnh hơn dòng 24V này 100.000. Nó không nhiều. Đấy, còn kích thước motor thì như nhau, còn công suất của nó khác nhau đó nhá. Đó, đây có hai mẫu này cho các bác. Đấy, đối với những mẫu này thì khi chúng ta lắp hút sâu ấy thì một là chúng ta sẽ dùng là cái giỏ nguyên bản này của máy bơm. Cái giỏ này thì nó hút ao hồ rất là tốt này. Còn đối với hút giếng mà để lâu ngày ấy, thì các bác sử dụng cái giỏ lớn. Có thể mua cái giỏ ngoài thị trường, cái giỏ 42 hoặc là 49. Sau là thu về bé hơn, thu về cái ống hút bé hơn để lắp vừa với loại các cái loại bơm này. Còn nếu chúng ta mà sử dụng các cái giỏ bé mua ngoài thị trường như giỏ 27, 34 ấy, thì cái giỏ nó là do là nó rất nhỏ, cái lô khe nó rất nhỏ, không đủ lượng nước để hút cho cái dòng này hút, cho do đó là khi chúng ta mà sử dụng cái giỏ đó thì nước lên nó sẽ ít. Đấy, chúng ta phải sử dụng cái giỏ lớn, và cái giỏ mà cái giỏ theo kiểu như thế này thì nước nó sẽ hút được rất là nhiều, bơm rất là khỏe luôn. Đấy, dòng này thì các bác đa số là sử dụng nguồn điện trực tiếp từ tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, đối với khách của mình thì đã từng test thử đối với dòng 24V này này. Thì khách của bên mình là sử dụng 1 đến 2 tấm 450W. Một tấm thì nó sẽ chạy yếu hơn 2 tấm. Thì 2 tấm thì khách của mình đấu song song nhau và chạy rất là mạnh, chạy cực kỳ mạnh luôn. Còn đối với dòng này thì các bác có thể dùng nhiều tấm hơn. Đó, nhiều tấm hơn các bác đấu nối làm sao nó cho điện áp 48 460V là ok. Nó chạy rất là khỏe, rất mạnh hơn cái dòng này. Đấy, có hai loại mẫu này cho các bác xem nhé. Để mua sản phẩm thì các bác đừng quên đăng cái kênh của shop và liên hệ qua hotline 038 6898 366. Website là máy bơm mini 68.com. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở video lần sau.